Thần ẩn tung trailer phim, Triệu Lộ Tư và Tình Mới lép về trước sàn cát phụ. Thần ẩn của Triệu Lộ Tư vừa tung trailer phim đã bị dân tỉnh chê lên bờ xuống ruộng. Vào chiều ngày 1 tháng 9, bộ phim Thần ẩn với sự tham gia diễn xuất của Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ, Lê Quân Nhuệ đã chính thức phát hành trailer đầu tiên. Trái ngược với kỳ vọng của khán giả cũng như cái mác dự án cấp S+, rất nhiều cộng đồng mạng cho biết họ không hài lòng với cách làm việc của đoàn phim và hơn cả là bản thân Triệu Lộ Tư. Trong khi phần đồ họa kịch bản bị đánh giá thấp thì lỗi của mỹ nhân họ Triệu lại nằm ở vấn đề đài tử yếu kém. Ngoài ra, trạng thái ngoại hình của bộ đôi nam nữ chính Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ cũng là lý do nhận về những lời chê bai từ phía khán giả. Kha khá cộng đồng mạng chẳng kiêng dè gì mà thẳng thắn cho biết nhìn nam phụ Lý Quân Nhuệ và ngôi sao Mộng Hoa Lục Gia Nại còn nổi bật hơn. Tóm lại, xuyên suốt đoạn trailer phim Thần ẩn dài gần 2 phút, cư dân mạng đều cảm thấy bình thường, có chút nhạt nhẽo, cũng không tìm nổi điểm sáng nào để khen ngợi. Bên cạnh những ý kiến chê bai, vẫn có một số bộ phận khán giả dễ tính cho rằng trailer và các diễn viên trong phim đều tương đối ổn áp, không quá tệ hại như những người nhà nói, đồng thời bày tỏ sự mong chờ ngày Thần ẩn lên sóng. Thần ẩn là phần 2 của bộ Liên hiệp Thiên cổ Quyết Trần, nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy chông gai của A Âm Phượng Ẩn, Triệu Lộ Tư và Cổ Tấn Nguyên Khải, Vương An Vũ. Một số bình luận như sau: vì rùa của Vương An Vũ hoàn toàn không hợp với cổ trang, chưa biết xem chứ xem trong lời, chứ bình thường quá. Triệu Lộ Tư nói cứ kiểu bị dính chữ ấy, không có phụ đề chắc chẳng biết nhân vật đang nói gì. Phim S cộng nhưng tình tiết trong trailer vẻ hơi cũ nha. Vương An Vũ phim hiện đại trông đẹp mà vào phim này không bằng nam phụ. Chưa gì đã thấy giàn phụ hút mắt rồi nha, nam nữ chính bình thường quá không có ấn tượng. Cái khiến tôi thất vọng hơn là tình tiết ấy. Phim tiên hiệp giờ cứ phải tiêu diệt nam giới xong nữ chính vào giải cứu ha.